và cùng nhau tìm hiểu những cái đồng coin top hiện tại đang chi phối thị trường và đang điều khiển thị trường. Hello các bạn, tên mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Tracker Việt Nam. Trong cái video này thì Thiện sẽ làm một cái video chia sẻ cho mọi người về top 50 đồng coin, đúng không ạ? Mình đã tính làm một cái video chia sẻ về các trend kia, nhưng mà hiện tại thì sau khi việc mà Bitcoin giảm và nó kéo theo thị trường đều giảm hết, và mình tin chắc là tất cả anh em đều không còn vốn để vào thêm nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem thông tin hoặc cùng nhau tìm hiểu những cái đồng coin top hiện tại đang chi phối thị trường và đang điều khiển thị trường thì nó phục vụ trong mảng gì nhá. Ok, cái video này là video mà mình sẽ giải thích top 50 đồng coin trong một câu nói mà học sinh lớp 5 cũng có thể hiểu được. Ok ha? Thì mình nói luôn là cái video này thì mình sẽ giải thích là cái khái niệm này, chức năng của top 50 đồng coin và cái vốn hóa của nó ha. Rồi Thiện sẽ tóm gọn trong một vài câu để cho mọi người có thể là dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Và dữ liệu của 50 đồng coin này thì mình lấy ở trên CoinMarketCap vào lúc là 8 giờ sáng vào ngày 8 tháng 12 năm 2021. Vì cái xếp hạng của 50 đồng coin nó sẽ có thể biến thiên, cho nên là mình mới ghi rõ ràng là ngày giờ ha, các bạn để ý giúp mình. Không thì sau này các bạn sẽ thấy là cái một số thời điểm sau này các bạn xem thì nó sẽ bị lệch đi một số cái vị trí ha. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ok, các bạn nhìn màn hình sẽ thấy là cái top thứ 50 đến top thứ 40 bắt đầu từ con GRT cho đến tận con Theta ha. Sau khi việc là Bitcoin giảm xuống thì nó kéo theo cái thị trường hiện tại đang khá là ở cái vị thế mua khá là tốt. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái con này nó làm mảng gì nhá, và nó phục vụ cái điều gì trong thị trường crypto. Chúng ta cùng đón xem nhá. Rồi ok, con đầu tiên là con đứng thứ 50 là con The Graph. Con này được coi như là cái Google của thế giới crypto, giúp người dùng có thể tìm kiếm và truy cập thông tin nhanh chóng nè. Con thứ 49 là con IOTA. Con này là một cái biến thể của blockchain. Trong đó thì người dùng có thể đóng vai trò là thợ đào. IOTA thì không có phí giao dịch, và càng nhiều người dùng thì tốc độ giao dịch của nó càng tăng. Con thứ 48 là con Gala, con này là một cái nền tảng về gaming NFT, có thể tưởng tượng nó giống như kiểu App Store, chỉ phục vụ gaming blockchain thôi. Và con thứ 47 là con Helium, con này là dự án xây dựng cái mạng lưới Internet phân quyền không dây, có thể hiểu như là một cái mạng lưới Wi-Fi cộng đồng. Con thứ 46 tên là Leo, con này là coi sàn của Bitfinex. Con thứ 45 là cái con Kalaichain, con này là blockchain của blockchain được phát triển bởi cái tập đoàn siêu khủng của Hàn Quốc tên là Kakao. Thì Kalaichain này nhắm tới cái việc là áp dụng blockchain vào cái doanh nghiệp truyền thống. Ok, con xếp hạng thứ 44 là con Monero. Con này là một đồng tiền điện tử ra mắt vào năm 2014 với cái mục tiêu là khắc phục các cái vấn đề hạn chế của Bitcoin như khả năng mở rộng và cái bảo mật và tính riêng tư. Con thứ 43 là con BTT. Con này là một cái giao thức hỗ trợ chia sẻ tập tin ở trên mạng ngang hàng P2P như là phim ảnh này, game này, hình ảnh và phần mềm. Con thứ xếp hạng thứ 42 là con Phantom. Con này là một con nền tảng blockchain kết hợp sổ cái phân tán và công nghệ DAG. Con FTM này là một trong các cái nền tảng giải quyết các vấn đề của Ethereum, là Phantom ha. Rồi ok, xếp hạng thứ 41 là con Near Protocol. Con này cũng là một cái con nền tảng sử dụng công nghệ là sharing, tương tự như là FTM. Near cũng là một cái nền tảng mới giải quyết các cái vấn đề của Ethereum đang gặp phải. Con thứ 40 là con Theta, là một cái nền tảng về streaming, phân phối nội dung như là gaming này, thể thao, âm nhạc, mô hình giống khá là giống với các cái nền tảng streaming truyền thống như là Twitch hay là Nemo. Ok, đó là xếp hạng từ 50 tới 40. Chúng ta đều nhìn thấy được mỗi con nó phục vụ một cái mảng khác nhau, và đôi con nó cũng có hơi lấn sân sang một tí là giống nhau ha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp theo là từ cái top thứ 39 tới 30. Đây là 10 con này ha. Bắt đầu từ con Sandbox cho tới tận là con Vet. Rồi ok. Xếp hạng thứ 39 là con Sandbox, là một cái nền tảng thực tế ảo phi tập trung của Metaverse ha. Được phát triển trên cái nền tảng của Ethereum. Sandbox thì cho phép người chơi tạo các cái NFT và kiếm tiền từ nội dung của họ tạo ra. Rồi, xếp hạng thứ 38 là con H3. Con này là một cái nền tảng blockchain tương tự như Ethereum, nhưng mà tuy nhiên H3 khác biệt với các cái nền tảng khác ở chỗ là người dùng giao dịch không cần biết đối tác và dựa vào bên thứ ba để kiểm chứng. Ok không? Con xếp hạng thứ 37 là con Tezos. Con này là một cái nền tảng tạo ra để mở rộng cái chức năng của Bitcoin nhằm bằng các cái hợp đồng thông minh. Điểm khác biệt của Tezos là tập trung vào khả năng tự điều chỉnh. Con thứ 36 là cái con ETC, là Ethereum Classic. Con này là một phiên bản HFOX
của Ethereum, ETC tập trung nhiều hơn vào bảo mật, trong khi ETH thì tập trung vào cái khả năng mở rộng nha. Rồi, con thứ 35 là con Filecoin. Con này là giải quyết cái là một cái giải pháp blockchain giúp lưu trữ này và giúp lưu trữ dữ liệu phi tập trung. Người dùng thì sẽ trả tiền để có thể lưu trữ tập tin của họ nếu như mà dung lượng máy tính của họ hay trên điện thoại của họ đã hết. Đây là một đứa con mà đi trước thời đại ha. Rồi, cái con thứ 34 là cái con Bitcoin BEP2. Con này là phiên bản Bitcoin ở trên mạng lưới BSC. Các bạn hãy hiểu đơn giản là trên Bitcoin thì nó có mạng lưới Bitcoin đúng không nào? Nhưng mà khi các bạn chuyển sang BSC để xài thì nó phải cần coin cái con Bitcoin BEP2 này. Rồi, ok. Xếp hạng thứ 33 là cái con Commos. Con này là Atom ha. Là một cái mạng lưới phi tập trung cho phép là trao đổi dữ liệu giữa các cái blockchain khác nhau. Và cho biết cái mục tiêu của nó là tạo ra một cái internet của các cái blockchain. Rồi, con thứ 32 là con Internet Computer, con ICP ha. Là một cái nền tảng được tạo ra nhằm giải quyết cái bài toán dữ liệu tập trung. Điều này khiến cho data bảo mật kém này. Rồi sự độc quyền của dịch vụ lưu trữ thông tin. Và tầm nhìn của ICP là xây dựng một cái mạng lưới thông tin phi tập trung. Đây cũng là một con mà rất là ok thời điểm trước. Hiện tại thì nó đang giá xuống rất là sâu và đang đứng ở vị trí thứ 32. Cái con đứng thứ 31 là cái con EGLD. Con này là một cái nền tảng hợp đồng thông minh Layer 1 giải quyết các cái thách thức về khả năng mở rộng của Ethereum. Rồi, ok, con đứng vị trí thứ 30 là cái con Vechan, con Vet ha, là một cái nền tảng blockchain công cộng dành cho các cái doanh nghiệp dành cho các doanh nghiệp tập trung và việc quản lý chuỗi cung ứng. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi sang tiếp theo nữa, đó chính là cái bảng xếp hạng từ 29 đến 20 thì bắt đầu từ đồng FTT cho đến đồng Algoa. Thì chúng ta cùng theo dõi sát hơn nhé. Rồi, xếp hạng thứ 29 là đồng coi sàn FTT. Đây là đồng token coi sàn của FTX của Cavoy Samson ha. Rồi, xếp hạng thứ 28 là đồng DAI. Đồng này là một cái đồng stablecoin tương tự như là BUSD, USDT, USDC. Tương tự thì DAI nó khác ở chỗ là không chịu sự quản lý của tổ chức nào. Và DAI thì hiện tại đang được cộng đồng sử dụng rộng rãi ở trên Ethereum. Rồi, xếp hạng thứ 27 là đồng IGAP. Đồng này là đồng token của game AX Infinity, đi đầu trong cái trend NFT gaming ở cái giai đoạn tháng 7 năm 2021 vừa qua. Rồi, xếp hạng thứ 26 là đồng Decentraland. Thì đồng này là đồng Mana. Đây là một cái tựa game thực tế ảo phi tập trung được xây dựng ở trên blockchain Ethereum. Ở trên cái Decentraland này thì người dùng có thể tạo ra này, trải nghiệm và kiếm tiền từ chính cái nội dung và ứng dụng của họ. Con này khá giống với con Sandbox nha. Đây là hai con top ở trong cái mảng về NFT. Rồi, ok, con xếp hạng từ 25 là con Stella. Con này là XLM ha. Con này là một cái blockchain phi tập trung cho phép bạn gửi này và nhận tiền xuyên biên giới, hệ thống tương tự giống như Bitcoin ha. Con này ngày xưa mình mất khá tiền con này. Rồi, ok. Xếp hạng thứ 24 là cái con Terra USD. Con này viết tắt là UST ha. Con này là đối thủ của đồng DAI hồi nãy mình chia sẻ. Đây cũng là một stablecoin phi tập trung. Thì để in tiền ra một cái đồng Terra USD ấy, thì cần đốt một cái lượng tài sản dự trữ là đồng Luna có giá trị là bằng $1 ở ngoài đời thực. Sau này các bạn sẽ nhìn thấy là ở trên mỗi một nền tảng ấy, thì người ta sẽ có một đồng stablecoin riêng khác biệt. Ví dụ như là đồng BUSD thì nằm ở trên BSC, hay là đồng DAI thì nó nằm ở trên Ethereum, hay là bây giờ cái đồng là Terra USD này thì nó nằm ở trên hệ sinh thái của Luna ha. Xếp hạng thứ 23 là đồng Bitcoin Cash, là đồng BCH. Đây là một cái phiên bản hard fork của đồng Bitcoin với cái mục tiêu là tăng tốc độ giao dịch và khả năng mở rộng của Bitcoin ha. Rồi, xếp hạng thứ 22 là đồng Tronix. Thì đồng Tron này thì TRX là một cái blockchain cộng đồng có khả năng mở rộng cao và băng thông lớn. Tron thì cho phép các cái hợp đồng thông minh như là DApp này, và CEO founder của đồng Tron này là ông Justin Sun. Rồi, xếp hạng thứ 21 là cái đồng Chainlink. Đây là ông lớn trong cái mảng, đi đầu trong cái mảng Oracle. Mảng Oracle này là cái dịch vụ cung cấp thông tin từ bên ngoài đời ấy, để đưa vào trong cái chuỗi on-chain để thực hành các cái việc là chính xác. Cũng như đưa cái dữ liệu từ bên ngoài đưa vào trong blockchain thì nó cần cái mạng lưới là Oracle. Mà con Chainlink này là con đứng đầu ở trong cái mảng Oracle. Ok. Xếp hạng thứ 20 là cái con Algo. Là một cái nền tảng cho phép mọi người có thể tham gia đóng góp và nhận được quyền lợi.
Alago thì cũng giải quyết cơ bản các cái vấn đề của blockchain hiện tại đang gặp phải, như là tốc độ giao dịch và phí ha. Con này hiện tại cũng đang rất là nổi. Thì đây cũng là một cái nền tảng. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang cái top thứ từ 10 đến 19 nhá. Thì đây bắt đầu sẽ càng tiến lên ở trên top càng cao thì các bạn sẽ thấy là đều là những cái đồng coin mà rất đỉnh đám, mà tất nhiên là các bạn đều đã nghe qua rồi đúng không nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem chức năng của tụi nó sẽ như thế nào nhá. Ok, xếp hạng thứ 19 là đồng Uni của sàn Uniswap. Đây là một cái sàn giao dịch phi tập trung, chẳng DEX lớn nhất ở trên nền tảng Ethereum. Xếp hạng thứ 18 là đồng Litecoin. Đây là một loại tiền tệ ngang hàng trên Internet được phát hành năm 2011. Về cơ bản thì Litecoin thì có chức năng tương tự như Bitcoin, nhưng mà có khả năng là chuyển nhanh hơn và phí rẻ hơn thôi. Xếp hạng thứ 18 là đồng Wrapped BTC. Đây là phiên bản Bitcoin trên Ethereum. Và xếp hạng thứ 16 là đồng BUSD. Đây là một dạng đồng stablecoin được chống lưng bởi Binance, nằm ở trên hệ sinh thái BSC. Rồi xếp hạng thứ 15 là đồng Crow. Đây là một cái coin sàn của cái sàn crypto.com. Đây cũng là cái đồng coin của hệ sinh thái Kronos đang nổi thời gian vừa rồi đây ha. Xếp hạng thứ 14 là Polygon, là Matic ha. Đây là cái giải pháp layer 2 giải quyết các cái vấn đề về tốc độ và giao dịch cũng như là phí cho cái nền tảng Ethereum. Xếp hạng thứ 13 là đồng Shiba Inu. Thì đây là đồng meme coin và lấy cái hình tượng là chú chó Shiba. Hồi trước thì có thể nói là meme thì chưa có giá trị nhiều. Tuy nhiên thì hiện tại thì cộng đồng của meme rất là lớn, nên là tính thanh khoản của Shiba cũng rất là ấn tượng. Xếp hạng thứ 12, đây là một cái nền tảng, đây là một đồng coin nền tảng Avax. Thì Avax là một cái nền tảng nguồn mở để có thể khởi chạy các cái DApp và triển khai các blockchain doanh nghiệp trong một hệ sinh thái có thể tương tác này. Với khả năng mở rộng cao, đây là một cái nền tảng có thể giải quyết những cái vấn đề mà hiện tại Ethereum đang gặp phải. Avax thì hiện tại đang được đẩy rất là cao ha, và tăng trưởng rất là mạnh trong thời điểm vừa rồi. Xếp hạng thứ 11 là cũng đồng meme luôn, đây là đồng Dogecoin. Thì đây là đồng token tiên phong cho cái chain meme coin, lấy hình tượng là chú chó được nhiều người yêu thích. Dogecoin thì được cộng đồng ủng hộ, đặc biệt là tỷ phú Elon Musk thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang 10 đồng coin cuối cùng, nằm từ top 1 đến top 10. Và đây là những cái đồng mà sẽ chi phối cả cái thị trường crypto rất là mạnh. Rồi chúng ta cùng follow và theo dõi nhé. Ok, đứng vị trí top 10, con đầu tiên đó chính là con Terra, viết tắt Luna. Đây là một cái blockchain được thiết kế riêng với cái mảng stablecoin. Terra thì tạo ra các cái stablecoin tương ứng với tiền tệ ở các quốc gia, và để giao dịch và tạo ra cái đồng Luna như một cái tài sản trong kho bạc, nhằm giữ giá các cái stablecoin không bị biến động theo thị trường. Đây là một con nằm cái lĩnh vực về stablecoin, thì đây là một con chủ chốt luôn, và đây sẽ là một con cực kỳ quan trọng sau này. Rồi ok, con xếp hạng thứ 9 là con Polkadot. Đây là một cái mạng lưới blockchain layer 0 được tạo ra với mục đích là kết nối blockchain khác với nhau và là nền tảng xây dựng web 3.0. Thì sau này nhắc đến cái trend web 3.0 hay là tương lai là về web 3.0, thì cái con chủ chốt của cái việc của cái web 3.0 này thì người ta phải nhắc đến, đó chính là con Polkadot. Nó đang nắm một cái vị trí cực kỳ quan trọng. Rồi ok, đứng vị trí số 8 là đồng Ripplecoin, XRP. Đây là một cái hệ thống thanh toán giúp user sử dụng cái dịch vụ của các tổ chức tài chính, ngân hàng hay là PayPal. Tuy nhiên Ripple đang gặp cái vấn đề với cái Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, và vì Ripple có thể là in đồng Ripple tùy theo ý muốn. Ok, cái đồng thứ 7 và xếp hạng thứ 7 là đồng USDC. Đây là một stablecoin được phát hành bởi Circle, là một cái startup về công nghệ thanh toán được ngân hàng Goldman Sachs bảo trợ. Thì đồng USDC này được sử dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ vì người dân và các tổ chức tin vào cái đồng stablecoin này nhiều hơn. Thì hiện tại đây là một cái đồng stablecoin được rất là nhiều người ủng hộ và phải tin tưởng vì được ngân hàng Goldman Sachs bảo trợ. Rồi, xếp hạng thứ 6 là đồng Cardano, đồng ADA. Đây là một hệ sinh thái ra đời vào chu kỳ năm 2017 với cái mục tiêu là thay thế Ethereum. Nền tảng này rất được ưa thích ở phương Tây. Tuy nhiên thì do cái tiến độ của dự án này rất là chậm, mãi tới năm nay thì Cardano mới chạy cái hợp đồng thông minh của họ. Rồi, xếp hạng thứ 5, đây là cái đồng Solana. Đây là nền tảng blockchain mã nguồn mở có hiệu suất cao và có khả năng mở rộng lên tận là 700.000 giao dịch một giây. Hệ sinh thái của Solana thời gian qua thì đã phát triển rực rỡ và thu hút được cái số lượng user cực kỳ lớn đổ về. Thì đây cũng sẽ là một cái con chủ chốt sau này. Đây là một cái con có thể cạnh tranh sau này với lại BSC và Ethereum.
Rồi, xếp hạng thứ tư là đồng USDT. Đây là đồng stablecoin có thị phần lớn nhất trên thị trường, được phát hành bởi công ty Tether. Và USDT thì có thể coi như là vua trong cái mảng stablecoin. Tuy nhiên thì Tether đang gặp vấn đề về nghi vấn là một USDT của họ thực tế thì chưa gắn liền với một với trị giá là 1 đô la. Đứng vị trí số 3, hiện tại đang làm vua làm chúa ở trên các cái sàn giao dịch, thì đó là đồng BNB, Binance Coin. Thì đây là coin sàn của sàn Binance ha, sàn top 1 về trong thị trường hiện tại. Và Binance thì được sử dụng và giao dịch ở trên cái mạng lưới Binance Smart Chain. Xếp hạng thứ 2 cũng là người tiên phong dẫn đầu về mạng DeFi, đó chính là Ethereum, là nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên giúp cho crypto bước sang một cái trang sử mới. Tuy nhiên thì có nhiều vấn đề tồn tại, ví dụ như là phí đắt đỏ này, về tốc độ chuyển chậm này. Ethereum thì đang được cộng đồng ủng hộ vì họ là người tiên phong. Và đứng vị trí top 1 là đồng Bitcoin, là đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất và được nhiều người biết tới nhất. Bitcoin thì được xem như là khai sinh ra cái thị trường crypto này, với nguồn cung là 21 triệu Bitcoin đang là một cái công cụ lưu trữ giá trị tốt nhất ở thời điểm lạm phát hiện tại. Ok, mình vừa chia sẻ qua cho anh chị em nắm 50 cái đồng coin đang từng top 50 và theo một cách dễ hiểu nhất cho mọi người nắm được. Chúng ta đều nhìn thấy được một cái vấn đề, đó chính là mỗi một con ở trong cái top 50 đấy nó đều phục vụ trong một cái mảng riêng. Có những con nó hơi trùng lặp thì chúng ta sẽ phân ra như sau nhé. Có một số con nằm ở trong cái mảng về chức năng thanh toán, ví dụ như là Bitcoin, Bitcoin Cash hay là Stellar, Monero, Litecoin ha. Rồi một số cái con nằm trong về nền tảng hợp đồng thông minh như thế của thế hệ trước, ví dụ như là Ethereum này, Cardano này, XLM này, XTZ này, ETC đúng không ạ? Đó, rồi là nền tảng của hợp đồng thông minh thế hệ mới ấy. Thì ví dụ như Algo này, Near này, Phantom này, Polkadot này, Avax này, Solana đúng không ạ? Rồi các stablecoin bao gồm như là USDT, USDC, BUSD, đồng DAI và đồng USD, UST. Ok, rồi coin sàn thì gồm là BNB này, FTT này, CRO này và đồng Uni đó. Rồi web 3 thì có là BTT, Filecoin, Theta này, rồi Helium và Chainlink. Rồi là game NFT và Metaverse thì có iCash, Gala, Sandbox và Mana đúng không nào? Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là những cái mình chia sẻ thì nó sẽ tóm gọn ở trong một số lĩnh vực thì nó cũng đang chiếm lĩnh thị trường toàn bộ và nó đang là bộ mặt của cả cái thị trường crypto này. Thông qua cái video này các bạn sẽ dễ dàng hình dung được là những cái đồng coin mà các bạn đang đầu tư hay là cái thị trường tổng quát nó đang nằm ở mảng nào nhiều nhất và đang nó tập trung ở mảng nào. Hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình, những cái tóm gọn của mình sẽ giúp các bạn nhìn được rõ được cái thị trường này hiện tại, hiểu được một số cái đồng coin mà trước giờ bạn chỉ có đầu tư thôi hay là không đọc sâu về nó thì cũng hiểu được ok con này làm trong cái lĩnh vực gì, làm trong mảng gì và nó đang xếp vị trí thứ mấy. Ok, các bạn nên cập nhật thường xuyên ở cái vị trí, các cái vị trí từ top 1 tới top 50. Các cái vị trí có thể bỏ qua thì có thể là các stablecoin có thể bỏ qua vì cái này nó không cần phải để ý nhiều. Nhưng mà các cái mảng liên quan, ví dụ như là nền tảng này, nền tảng cũ và nền tảng mới ha. Rồi về các cái đồng coin về thanh toán, rồi các web 3, NFT hay là các cái mảng về Metaverse mới gần đây thì các bạn nên để ý ha. Thì đó là những cái trend mà hiện tại đang bao quát cả thị trường. Chúng ta sẽ để ý vì có những cái con, đây là những con top của thị trường. Khi follow những con top thị trường này các bạn sẽ bắt đầu biết được những con nhỏ phía sau, người ta sẽ cũng đi theo cái trend như này. Thì chúng ta sẽ biết được ok, mua con nhỏ thì sẽ dùng con lớn này để có thể so sánh. Ok không nào? Rồi ok, mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trader Việt Nam. Hy vọng là cái video của mình có thể giúp đỡ mọi người có một cái tầm nhìn, có như là có một cái cách nhìn tổng quát nhất đối với thị trường hiện tại và đối với top 50 đồng coin thị trường hiện tại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.